Anh trai ơi, cây đỗ quyên thì nhà em rất là nhiều, các loại luôn. Cây to, cây bé, rồi bầu to, bầu bé, thì to này cũng có. Còn ở đây thì anh mua cái 5 cái loại. Mà cái cây combo 6 màu hoa đỗ quyên. Như cái cây này là màu cá vàng này. Còn cái cây này là hồng đào cánh kép này, không bao giờ nhầm lẫn này. Đây có một cái cây này nó còn màu tím này, là chắc chắn màu tím này. Còn cái cây như này thì nó là nguy cơ là cây màu trắng á. Bởi vì là lá đọt của nó rất là non. Đấy. Còn cái cây này thì là cây màu hồng đào bởi vì lá lá nó to. Còn nữa nữa là cây này nguy cơ là màu đỏ bởi vì là lá nó kiểu dạng như là đọt nó cũng non nhưng mà cái lá của nó có gì đấy nó kiểu dạng như là nó đậm đà hơn so với cái màu trắng một chút. Thế còn đâu biết màu chính xác thì phải đúng đợt hoa. Mua thời điểm này thì cái cây nó chưa hoa, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với đợt Tết mà nó đang hoa rồi. Thế còn nữa là cũng có xác suất. Thực ra ví dụ 100 cây mà em sai 5% thì nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà có 6 cây như này mà tỷ lệ xác suất mà thì nó rất là lớn. Nên là em cố gắng chỉ dựa vào kinh nghiệm. Thế còn ở đây thì chắc chắn là 6 cây này là 3 màu khác nhau rồi. Cây này thì trắng rõ ràng. Đấy, có chăng thì là cái cây màu đỏ và cây cây màu đỏ thôi, lá hơi gọi là nó không rõ ra thôi, chứ còn ít nhất là được 4 đến 5 loại hoa rồi. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây đỗ quyên ạ, combo 6 cây 6 màu ạ, thì vui lòng alo nhá, 0977973535 ạ. Cảm ơn các chị và các bạn ạ. Ngoài cái hàng nhỏ như này thì nhà em còn có nhiều các cái hàng đầu to hơn nữa như này ạ, hoặc to hơn như này rất nhiều nữa. Đây ạ, bụi to cực luôn ạ. Các anh chị có nhu cầu thì alo ạ. Cảm ơn các anh chị nha.